Dạ, máy thì mới thì anh khoan bỏ cà phê vào, anh cho nước vào trước giúp em. Đây là bình nước nè, mình lấy ra mình hứng nước, mình dùng nước sạch, không phải nước khoáng giúp em nha. Thì mình bấm nút, bên đây là nút nguồn, mình bấm mình mở nguồn máy. Thì khi sau khi mở nguồn thì máy mình cần, khi mà sau khi máy lên đèn á, thì mình cần phải bấm một cái phím này để cho máy nó bơm nước lần đầu. Thì sau khi mà máy bơm nước lần đầu xong rồi á, thì máy nó sẽ ra cái màn hình chính giống như là màn hình sử dụng. Để xem, để cho máy nó lên thì em chỉ cho. Chỉ có cái bước đầu là anh chỉ cần phải bấm một nút bất kỳ để cho nó ra cái nước là lần đầu tiên thôi. Rồi khi đây, sau khi mà nó chảy nước xong, nó sẽ ra cái màn hình chính là màn hình sử dụng. Thì trên màn hình này có những cái phím như sau, ví dụ như là bên đây là cái điều chỉnh cái lượng nước, mình dặn qua đây là nhiều nước, để bên này là ít nước. Đây là mình nút mình bấm dùng để pha cà phê nè. Còn cái này nút mình bấm nút double, thì mình chọn món nút này thì nó sẽ pha liên tiếp 2 ly cho mình. Cái này chỉnh độ đậm nhẹ. Còn cái nút này thì mình có thể giống như nút cài đặt menu cà phê thôi. Rồi cái nút này là nút vào menu vệ sinh. Thì trước mắt thì mình chỉ cần quan tâm là cái phím này chỉnh độ đậm nhẹ cà phê nè. Còn cái này là chỉnh lượng nước, còn cái này nút pha thôi là được. Mình cái này có thể cao thấp được. Rồi mình có thể kéo ra mình sử dụng xong, mình kéo ra mình vệ sinh khe bã cuối ngày, hoặc là khi nào nó đầy nó cũng sẽ báo cho mình. Dạ rồi.